Xin chào tất cả anh chị và các bạn. Chúng ta lại tiếp tục gặp nhau trong video Smart Email Marketing by Phan Anh. Bài học hôm nay thì tôi sẽ chia sẻ một cách nhanh gọn và đơn giản về cái gọi là lập kế hoạch email marketing. Thông thường thì chúng ta làm gì cũng phải có kế hoạch, đúng không ạ? Thì gửi các chiến dịch email marketing cũng phải có kế hoạch. Và sau này các anh chị tuyển nhân sự hoặc là các anh chị làm cho chính mình thì cũng phải có kế hoạch. Kế hoạch ở đây là gì? Nó gồm bao nhiêu bước, đúng không ạ? Trong từng cái bước đấy như thế nào? Và trong từng cái liên quan đến các chiến dịch thì mình có kịch bản như thế nào? Thì đây là một số cái gợi ý cơ bản để giúp anh chị hình dung ra nhé. Thứ nhất là chúng ta cần phải có được cái danh mục cái khách hàng, lựa chọn cái data cho phù hợp, hay còn gọi là nhắm chọn về đối tượng, được chưa ạ? Ví dụ như chúng ta phải phân loại theo các cái tiêu chí mà chúng ta chọn được. Tất nhiên là email thì nó cũng rất là khó, bởi vì bạn nhìn vào cái email đấy bạn cũng không biết đấy là ai, là nam hay nữ, giàu hay nghèo. Thế nhưng mà trong cái quá trình mình lựa chọn cái nguồn đầu vào của email ấy, thì mình đã cố gắng làm cái việc đấy rồi, được chưa ạ? Chúng ta phân loại ra để chúng ta nhắm chọn, để chúng ta chạy cho nó chuẩn đấy. Sau đó thứ hai là chúng ta sẽ xây dựng cái danh sách khách hàng này bằng cách là tạo form đăng ký ở trên website hay trên Facebook hay là trên Google Drive. Đấy là cách mà chúng ta lấy email. Mà như chúng ta biết là hiện nay rất nhiều người là thả thính trên các group, đúng không ạ, để lấy email, để sau đó gửi email marketing để chào, để chuyển đổi thành người mua. Nên chúng ta sẽ thu thập những cái địa chỉ này, chúng ta lưu lại, được chưa ạ? Sau đó thì chúng ta sẽ chuyển những cái email này dưới dạng định dạng dữ liệu chuẩn của cái phần mềm email marketing hoặc là cái dịch vụ email marketing trực tuyến. Bước tiếp theo đấy là chúng ta sẽ lựa chọn cái dịch vụ email marketing nào. Thì thông thường thì chúng ta sẽ có rất nhiều các dịch vụ hiện nay, và theo thói quen thì các bạn sử dụng dịch vụ nào. Thì tôi đã gợi ý với các bạn một số cái phần mềm đó rồi, chẳng hạn như là MailChimp hay là Respond hay là iContact hay là Branchmark hay là GoDaddy, vân vân. Có rất nhiều các dịch vụ nhé. Các anh chị thích cái dịch vụ nào thì dùng và quen dịch vụ nào thì dùng. Ở Việt Nam thì tôi thường thấy là các bên sử dụng MailChimp hoặc là GetResponse là phổ biến. Sau đó chúng ta sẽ tạo ra các cái danh sách email này chuẩn ở trên các dịch vụ email marketing trả phí đó. Và sau đó thì bước tiếp theo đó là chúng ta sẽ thiết kế các cái mẫu email. Thì như tôi đã nói rồi, bao gồm nội dung này, ngôn từ này, tiêu đề này, hình ảnh này, video này để chúng ta làm, đúng không ạ? Tần suất chúng ta gửi, thời gian chúng ta gửi, được chưa ạ? Các mẫu phản hồi, các mẫu cảm ơn. Đấy, rồi thì các mẫu là mình sẽ phải làm sẵn ra đấy để nó sẽ tự động gửi cho chúng ta. Sau đó là chúng ta sẽ bắt đầu là gửi email marketing, đúng không ạ? Chúng ta thiết lập giờ gửi, ngày gửi, tần suất gửi và gửi đến những cái tệp danh sách nào để sao cho nó phù hợp nhất. Sau đó là đến chúng ta sẽ thống kê chiến dịch, đúng không ạ? Tỷ lệ mở, tỷ lệ inbox, tỷ lệ click vào đường link và tỷ lệ email hỏng, đúng không ạ? Tỷ lệ dừng nhận tin là bao nhiêu phần trăm, tỷ lệ phản hồi, vân vân và vân vân. Hoặc là chuyển đổi thành đơn hàng. Ví dụ như là trong cái email đấy bạn có thể cấp một cái mã code hoặc cấp một cái số điện thoại để bạn sẽ biết rằng là cái nguồn của cái đơn hàng đến từ đâu. Và sau bước tiếp theo đấy là chúng ta điều chỉnh tối ưu chiến dịch. Như trong một cái video khác tôi đã nói rồi đấy ạ. Nội dung đã chuẩn chưa, tít đã hay chưa, hình ảnh đã hấp dẫn chưa, video đã thuyết phục chưa, mẫu email nào thì tốt nhất, đúng không ạ? Tần suất đã hợp lý chưa, thời gian gửi đã là tốt nhất chưa. Để trả lời những câu hỏi đấy, chúng ta tối ưu quy trình, chúng ta quay lại nhưng mà sẽ ra. Và đặc biệt là trong từng cái email chúng ta gửi thì chúng ta phải có kịch bản, đúng không ạ? Bước 1 là gì, email 2 là gì, email 3 là gì, email 4 là gì. Chúng ta phải có kịch bản. Chẳng hạn như tôi muốn chốt đơn khóa học với các anh chị, tôi giả sử thế, đúng không ạ? Tôi chốt đơn thì cái email 1 tôi nói cái gì, cái email 2 tôi nói gì, email 3 tôi nói gì. Đây là gửi cho đúng một người đấy nhé, chứ không phải gửi cho nhiều người đâu. Đấy, chẳng hạn như email 1 tôi sẽ nói về chuyện này, nội dung của khóa học. Email số 2 thì tôi sẽ nói về giảng viên. Email số 3 tôi sẽ nói về câu chuyện các khách hàng thành công. Đây là các học viên của tôi kiếm 300 triệu một tháng, kiếm 500 triệu một tháng như thế nào. Đúng không ạ? Tôi có rất nhiều câu chuyện như thế thật. Như hôm nay tôi cũng vừa đi tư vấn cho một cái học viên cũ của tôi. Bạn ấy bận, bạn ấy không có thời gian đến lớp học lại. Bạn ấy sử dụng dịch vụ one to one coaching luôn. Nên bạn ấy bán chăn ga gối đệm, doanh số của bạn ấy là 300 triệu một tháng và lợi nhuận là khoảng 100 triệu một tháng. Mà một mình bạn ấy làm tôi thấy rất là tốt, đúng không ạ? Thế thì những câu chuyện như thế, người thật, việc thật, fanpage thật, website thật, gửi cho các bạn xem thì các bạn sẽ tăng được cái lòng tin, đúng không?
bước thứ tư đấy là tôi đã thành công như thế nào, bước thứ năm là những cái lợi ích là gì đó. Thế thì với cái cách như vậy thì chúng ta sẽ tạo ra một kịch bản email marketing thật là hoàn hảo để chúng ta tăng được cái khả năng chuyển đổi thành người mua cho khách hàng, được chưa ạ? Thì về cơ bản các bước lập kế hoạch là như vậy. Thế sau đó mình sẽ đi vào chi tiết, đúng không ạ? Ai là người làm cái gì mình sẽ phân tiếp ra về thời gian, đúng không ạ? Về nội dung. Đấy, ví dụ người này viết nội dung, người kia làm ảnh, người kia làm video, người kia làm landing page web. Đấy, thời gian hoàn thành. Đấy, thứ hai, thứ ba, thứ tư, thứ năm, thứ sáu, đúng không ạ? Thì chúng ta lập thành một cái bảng Excel như vậy. Và cứ như thế chúng ta chiến đấu. Chúng ta tạo sẵn ra đấy cả một kịch bản cả tuần, cả tháng luôn. Và chúng ta chạy email marketing. Tôi tin rằng cái khả năng thành công của anh chị sẽ cao hơn rất là nhiều. Ok, trong cái video này tôi chỉ hướng dẫn đơn giản như vậy thôi. Nếu các anh chị có câu hỏi, xin vui lòng liên hệ trực tiếp với giảng viên Phan Anh là tôi qua số điện thoại 0989 623 888, email phananhonline@gmail.com. Xin cảm ơn các anh chị và xin hẹn lại các anh chị trong bài học tiếp theo.